Kính chào cô hiệu trưởng, hôm trước em đã trình bày về cái và thuyết minh về cái dàn rau của cái nhà trường ở trên tầng 4 ở sát cái phòng thể chất. Thì hôm nay em xin trình bày thêm về cái hệ thống tưới của cái nhà rau đấy sẽ được lắp đặt như thế nào ở trên cái tầng 2 của cái nhà thể chất đấy. Thì ở trên tầng 2 của nhà thể chất thì chúng ta nhìn thấy có hai cái bể nước nằm ngang. Đúng không ạ? Ở đằng sau cái phía rèm đấy. Thì cái bể nước này chúng ta sẽ trích ra một cái đường ống dẫn nước, có thể là phi 34 hoặc là phi 42 ở phía đáy của bể, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chia thành hai cái đường, một đường là sẽ cấp nước trực tiếp không qua hệ thống lọc và không qua hệ thống bơm để xuống phía dưới gần sát nhà rau, với mục đích là trong trường hợp khẩn cấp nếu mà hệ thống mà không có nước, đúng không ạ? Và hệ thống tưới mà mất điện thì chúng ta vẫn có thể dùng được nước tưới bình thường cho hệ thống nhà rau. Đây là cái hệ thống cái đường tưới đấy, nó có cái màu xanh như thế này, màu xanh nước nước biển như thế này. Thế còn cái hệ thống thứ hai, tức là cái đường ống thứ hai là đi qua cái hệ thống bơm nó và hệ thống ngắt tự động. Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra một cái T, cái hệ thống tưới sẽ được đi thẳng, đúng không ạ? Thông qua một cái van, đúng không? Van 34 hoặc là van 42. Thì sau đó chúng ta đi qua cái hệ thống cái bộ lọc của Tây Ban Nha để lọc tất cả các loại sạn mà từ đáy bể mà nó có, nếu có, đúng không ạ? Thì cái bộ lọc sạn này có tác dụng ngăn chặn tất cả, bộ lọc sạn vây cá của Tây Ban Nha này này có tuổi thọ khoảng 10 năm, sẽ ngăn chặn tất cả những cái loại sạn đó trước khi đi vào cái bơm của chúng ta. Nó cũng vừa đảm bảo cho là cái bơm nó hoàn toàn hoạt động mà tuổi thọ cao lên, nếu như là do là không bị sạn ở bên trong, đúng không ạ? Không bị hạn sạn ở bên trong. Thì cái bộ lọc Tây Ban Nha này sẽ được đi qua một cái giắc co. Cái giắc co này có tác dụng là nếu như trong trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể tháo bơm ra để thay bơm hoặc là sửa bơm. Đấy là đầu vào của cái bơm, còn đầu ra của cái bơm thì cũng đi qua một cái giắc co chứ. Tức là giúp cho chúng ta có thể tháo hoàn toàn cái bơm này trong nháy mắt, đúng không ạ? Đó. Sau qua khi mà đi qua giắc co rồi thì cái hệ thống đầu ra, nước đầu ra này sẽ đi qua một cái van, van 34 hoặc van 42. Từ cái van này chúng ta mới đi qua hệ thống ngắt hẹn giờ. Đúng không? Hệ thống ngắt, đây là cái bộ ngắt hẹn giờ Hunter của Mỹ. Cái bộ ngắt hẹn giờ này cùng với cái bơm này sẽ được nối trực tiếp với một cái hộp điện. Trong cái hộp điện này sẽ có các cái áp tổng, đúng không? Để đảm bảo rằng là điện sẽ được ngắt nếu như có sự cố xảy ra cho hệ thống bơm, không ảnh hưởng đến hệ thống lưới của nhà trường, không ảnh hưởng đến cái hệ thống điện lưới của nhà trường. Và ở bên trong này còn có một cái bộ ngắt hẹn giờ do Việt Nam sản xuất, có công suất lớn, có thể bật bơm và mở bơm tính theo giây, thay vì như hiện trước thì các cái đơn vị họ dùng của Tàu hoặc là của Panasonic thì cái chế độ hẹn giờ nó phải tính theo từ phút trở lên, thì nó rất là nguy hiểm cho cái hệ thống tưới của chúng ta. Hoặc là có những cái bộ hẹn giờ thậm chí rất là dở, là hẹn 5 phút trở lên, đúng không ạ? Tức là đơn vị của nó là 5 phút. 5 phút thì rất là nguy hiểm, hệ thống tưới sẽ tràn ngập luôn. Đó. Thì sau khi mà và cái bộ ngắt hẹn giờ này, là cái bơm này và cái bộ ngắt hẹn giờ Hunter này sẽ đồng thời cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ và sẽ đồng thời mở khi mà chúng ta đặt chế độ tưới, đúng không ạ? Đồng thời mở bơm và đồng thời mở van, đúng không? Chúng ta tiếp tục quan sát là cái đường ống màu đỏ này tượng trưng cho hệ thống tưới tự động ở nước cấp qua hệ thống tưới tự động, và đường ống màu xanh là tượng trưng cho hệ thống nước thông không qua hệ thống tưới tự động, tức là chúng ta cấp sống luôn đấy. Thì hai cái đường ống này sẽ đi qua, đúng không ạ? Sẽ được đi qua xuyên qua cái phía dưới của cái tấm của cái cửa sổ nhôm, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ đục một cái lỗ vừa tròn như vậy, vừa khít cái so với cái ống nước này, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến hai cái ống nước này sẽ men theo tường và đi xuống. Thì trước hết là chúng ta sẽ nói đến cái ống nước cấp tươi màu xanh này, màu xanh nước biển này. Thì cái ống nước cấp tươi này sẽ đi xuống phía dưới này và chúng ta sẽ cho ra hai cái đầu vòi phun nước, một cái vòi phun nước cầm tay dùng cho hệ thống tưới được lắp cố định ở đây, và một cái vòi sơ cua. Cái vòi này có tác dụng là nếu như trong trường hợp chúng ta kể cả cái hệ thống tưới này cũng trục trặc chẳng hạn, đúng không? Cái tưới tay này cũng trục trặc thì chúng ta có thể dùng nước để xả ra xô hoặc là xả ra cái doa tưới cây này để tưới cho toàn bộ cái nhà rau. Hoặc là trong trường hợp mà các bác lao công chẳng hạn, có thể tiện chúng ta có thể lấy nước ở chính cái vòi này để lau dọn, đúng không? Cho cái tầng 4 này cho sạch sẽ, đúng không? Thế còn cái đường cấp vào hệ thống tưới này thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ được
đi đó, cái biểu tượng là cái màu xanh lá cây này nó sẽ đi men theo cái đi men theo cái mái che của tất cả các cái dàn rau này, và nó sẽ đi thẳng một mạch, đúng không ạ? Đi thẳng một mạch từ đầu đến cuối. Ước tính là cái độ dài của cái đường ống nước này nó kéo dài đến 30 mét. Đến vị trí mà chúng ta lắp đặt cái dàn mà cánh rơi ấy, thì cái đường nước màu xanh này phi 34 này sẽ rẽ sang bên phải, và đồng thời cũng đi men theo các cái dàn rau cánh rơi, đúng không ạ? Ước tính là cái chiều dài của cái dàn rau cánh rơi này nó rơi vào khoảng hơn 10 mét, 15 mét gì đấy, đúng không ạ? Và tất cả những cái đầu vào của các cái dàn tưới này sẽ đều được lắp một cái van ngắt, đúng không? Van ngắt 34 hoặc là cái van ngắt 21. Đó. Thì trên các cái đường ống này, à phía dưới các cái đường ống này, chúng ta sẽ lắp các cái vòi phun mù, đúng không ạ? Tạo ra cái lượng để nó tạo ra cái lượng mưa, đúng không ạ? Tương tự như mưa, lượng nước tương tự như mưa phun vào cái lá cây và phun vào các cái thùng xốp của chúng ta, đúng không ạ? Đây là chúng ta sẽ mô tả, mô phỏng bằng cái hình vẽ như thế này, hình vẽ cái đường phun nước như thế này, đúng không ạ? Thì cái mỗi một cái dàn này sẽ có từ 6 cho đến 8 vòi phun, đúng không ạ? Và sẽ kết nối liên tục với nhau. Tổng cộng ước tính là chúng ta sẽ có khoảng độ 80 vòi phun, đúng không? Thì không một chỗ nào của cái thùng xốp này, của cái hệ thống dàn rau này là không được tưới cả. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ tưới định kỳ là từ 1 phút cho đến 5 phút tùy vào cái mùa vụ. Và chúng ta có thể tưới hàng ngày hoặc là tưới 3 ngày một lần tùy vào là mùa đông hay là mùa hè, tức là nhiệt độ và độ bốc hơi của nước, đúng không ạ? Đó, thì trên đây là sơ bộ về cái thiết kế của cái hệ thống tưới tự động, đúng không? Một của chúng ta. Và do cái hệ thống tưới này nó tự động như vậy, cho nên chúng ta nhất định là cần rất ít nhân công để mà tưới cây. Và người ta tính toán là cái nhân công tưới cây chiếm đến khoảng độ 90% cái nhân công, đúng không? Trong cái phương pháp tưới trồng trọt truyền thống. Đấy, trong trường hợp mà đó thì nó vừa đảm bảo là luôn luôn là giữ ẩm cho cái đất, luôn luôn giữ cho cái phân chuồn quế là được đảm bảo chất lượng tốt nhất và rau được tưới tốt nhất và cho ra sản lượng là cao nhất. Trân trọng cảm ơn quý hiệu trưởng đã quan tâm theo dõi.